Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Pokemon. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình có một chuyến đi săn mấy em Pokemon á, bắt về được một cái con rắn đá khổng lồ các bạn. Em nó thì có khả năng giúp cho mình farm được rất là nhiều berry nè và cực kỳ nhiều đá luôn các bạn. Cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ sử dụng số lượng đá của em nó đó các bạn để mình chế tạo luôn. Mình chế tạo cho mình thật là nhiều những cái tường bằng đá các bạn, để mình nâng cấp cái căn cứ của mình lên đi ha. Mình chế tạo khoảng tầm 40 cái các bạn. Đó, nhiều nhiều một chút đi ha. Nhưng mà chế tạo được có 15 cái vậy. Phải bấm thêm vô mới được. Đó, bấm thêm vô từ từ các bạn để chế tạo số lượng nhiều á. Nhiều khi nó không có tự một lần đưa vô đâu. Mình phải chế tạo bấm từ cái thôi. Và bắt đầu có được rồi nè các bạn. Mình sẽ nâng cấp cái vách tường gỗ này lên. Và trong thời gian giữa hai tập các bạn, mình cũng mới chế tạo cho mình một bộ giáp metal nè, để có khả năng chống cự tốt hơn, để không bị mấy em Pokemon đó các bạn nó ăn hiếp nữa ha. Và này thì mình sẽ nâng cấp cái vách tường gỗ của mình lên đây bằng đá luôn các bạn. Đó, nâng cấp bằng đá luôn ha, bằng gỗ vậy đó các bạn. Thì lúc trước mình chưa có cái kiểu như chưa có cái con gì để farm đá đó các bạn, mình xây dựng tạm bằng gỗ thôi. Bằng gỗ thì nhiều khi bị mấy con Pokemon mà nó thuộc dạng hung dữ á, là nó tấn công á, nó hay đập bể mấy cái vách tường này của mình lắm. Cho nên mình nâng cấp lên thành bằng đá luôn, xây dựng luôn qua phía bên đây một cái. Thường á là công việc xây dựng các bạn mình làm trong thời gian mà mình rảnh giữa hai tập đó, mình xây dựng căn cứ. Còn hôm nay mình sẽ quyết định là làm một cái video cùng với các bạn xây dựng một chút luôn ha. Đó, mình dự định sẽ có một cánh cửa bạn đi ra đi vào chỗ này ha. Còn ở phía đằng sau này mình phải làm một cái cánh cửa bự đó, để cho mấy em Pokemon của mình á, kích cỡ bự á, có thể đi ra đi vào được ở đường ở phía đằng sau này. Cho nên mình sẽ làm cho mình một cái cánh cửa khủng long các bạn. Cửa này nè, cửa này mình sẽ cần có một cái thôi. Đó, chế tạo thêm một cái cánh cửa nữa các bạn, để có thể đặt ở phía đằng sau này đi ra đi vào cho mấy em Pokemon nó thuận tiện hơn. Và cái này thì nó không có tự dính vô luôn á, bắt buộc mình phải đặt bằng tay thôi, bắt buộc là phải tự canh cho nó ngay các bạn. Đưa qua đưa lại vô chút xíu đi ha, qua lại làm sao cho nó dính vô hai cái vách tường cho nó đừng có bị hở là đẹp á. Và xem coi ổn chưa, đó ổn rồi bạn, rất là ưng ý luôn rồi ha. Cho nên là mình sẽ đặt cái cửa vô luôn. Cái này thì có thể tự đóng mở luôn các bạn, đi ra đi vô rất là tiện luôn. Và phía đằng trước này thì mình sẽ làm một cái cánh cửa nhỏ đó bạn, nhưng mà là hai cánh á, cái đo trong đây nè. Đó, cái này thì một cái luôn và cái này thì một cái luôn đi anh, để mình có thể đặt ra và đi ra đi vô cho nó thuận tiện ở phía đằng trước hơn. Này thì cho nó ra trước đó, ok chưa? Rồi đặt luôn cái này vô luôn các bạn. Cái này thì cũng tự mở luôn á, ngon lành ngon lành ngon lành. Và mình dự định đó bạn, phần ở phía bên trên này nè, cái ô ở phía bên trên á, mình sẽ sử dụng bằng kính các bạn để nhìn cho nó thoáng hơn á, cho nó sáng các bạn, lấy ánh sáng như phía bên trong luôn. Cho nên là mình phải học cái chế tạo cái nhà kính á, cái rail trên này nè, cái này nè bạn. Đó, cái này mình sẽ học với vách tường ếch cộng luôn đi anh. Cái này thì cần có rít tàu xi măng với lại mây tàu. Cái này hình như là mình còn thiếu xi măng xin bay á, để mình thử xem coi đúng không nha. Chế tạo khoảng tầm 40 cái rồi các bạn. Thầy ơi, hiếu xi măng tin bay với hiếu crystal, rất là nhiều crystal luôn á. Cho nên bây giờ mình phải làm một chuyến đi farm mới được. Mình sẽ bích up cái em này lên đi ha, đem em nó theo, cũng như là cưỡi cái con này luôn các bạn, con ma của mình đi ha. Em nó thì lên cấp rồi, cộng thêm một chút tốc độ nữa. Mình sẽ đi qua bên cái chỗ cái hồ nước các bạn, ở bên cái đảo kế bên này nè. Lần trước thì có một chuyến đi phiêu lưu khám phá qua phía bên đây á, thì mình thấy có rất là nhiều mấy cái con hải ly các bạn, có mấy cái ổ của nó đó, qua phía bên đó để chơm cái phần xi măng của nó cho nhanh hơn á. Và phía đằng trước mình thấy có cục thính nhưng mà hình như là màu trắng đó nè. Màu trắng á, thường là không có đồ ngon đâu, chủ yếu là màu vàng màu đỏ đó các bạn, hay có mấy cái đồ xịn lắm. Thôi thì mình nhanh nhanh luôn các bạn, mình bay qua chỗ cái hồ của em hải ly luôn nha, để xin một ít xi măng rồi ghé qua bên cái đảo đầu lâu luôn các bạn. Phía bên đó thì có rất là nhiều crystal luôn á, ở tập trước thì cũng khám phá được luôn rồi ha, rất là đầy đủ tài nguyên. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi farm thôi là được, mình sẽ sử dụng cái con gà chiến của mình để mình đá mình farm cái phần crystal các bạn. Còn cái hồ nước thì ở trong cái khu rừng này thôi. Và mình cũng sẽ lượn lượn xuống phía bên dưới các bạn, xem coi hôm nay ở đây nó có spawn ra mấy con gì đó độc lạ hơn nữa không, xem coi có con gì lạ không các bạn. Sẵn trên chuyến đi mình sẽ thu phục em nó luôn á. Đây thì mấy con này cũ ha, mấy con này lần trước mình đi ngang qua mình khám phá mình cũng thấy rồi. Và đây chim biển nè, cân cà khịa nó một cái các bạn, ơi nó dí theo mình kìa. Và đây là các bạn, đây là hồ nước này ha, có mấy con raptor nữa hả, né né mấy con raptor ra. Và đây là hồ của mấy em hải ly nữa bạn. Lần trước mình thấy có mấy cái ổ của nó. À đây 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 các bạn, đây có cái ổ này ha, giấu dưới nước nè, 200 mấy xi măng luôn nè. Còn phía bên đây thì có thêm một cái nữa các bạn,
Đó, nhìn kỹ xuống nước thì có thể thấy được mấy cái tổ đó ha. Phía bên đây thì có thêm một cái nữa nè. Còn phía bên ngoài này thì nhìn ánh sáng dễ nhìn hơn nữa các bạn. Nhưng mà hình như không có rồi. Chỉ có một cái ở phía bên đây thôi. Cho nên là đáp cái em mày ở đây đi ha. Đậu nó đây đi. Mình sẽ, chắc là mình sẽ phải drop cái em mày vô đi các bạn. Đó, drop vô luôn để gọn hơn. Và gần gần xuống phía bên dưới. Lướt thật là nhanh luôn các bạn. Xem rồi đó, tụi nó bắt đầu dí mình các bạn. Mình sẽ dụ nó qua phía bên đây đi ha. Ở phía bên kia thì mình thấy có mấy cái ổ nữa, cho nên là dụ nó qua phía bên đây cái rồi mình vòng qua phía bên kia. Chỗ này có con ma nữa hả, né né mấy con ma này ra luôn. Mấy con này nó thuộc dạng nguy hiểm lắm á. Hồi nãy thì thấy có con raptor nữa ha, nhưng mà nó đi đâu mất tiêu rồi, cho nên khu vực này cũng an toàn. Vòng qua phía bên đây tụi nó thì ở phía bên kia thôi các bạn, cho nên là nhanh nhanh bơi xuống luôn để mình lấy luôn một cái 400 gỗ các bạn, 200 mấy xi măng luôn nè. Và vòng lên phía bên trên này để lên đất liền liền. Dưới nước mình chạy không lại ở đâu, cho nên là chạy sát bên đây một cái, nhảy qua phía bên kia luôn. Vậy là đã xong rồi đó không? Có con Raptor kìa. Raptor thì xuống nước thì nó chậm lắm. Và nghĩ một lần thử xem coi còn cái nào nữa không? Hình như là hết rồi các bạn. Quá ngon lành luôn ha. Cho nên là cho em Pokemon của mình ra phía bên ngoài thôi các bạn, để bắt đầu bay thôi. Em Pokemon này của mình thì chắc là phải sắp tới lên cho nó một chút quay các bạn, để có thể vừa tải hàng mà vừa bay được luôn á. Chứ còn vậy thì hơi bất ổn một chút. Và qua phía bên đây mình sẽ đi tìm thêm mấy cái hồ nước tiếp theo nữa các bạn, để tìm thêm mấy cái em hải ly xem coi trên này có cái hồ nào nữa không nha, xem có hải ly nữa không. Mình chơm thêm, mình mới vừa đi một chút hả bạn, và có được hồi 600 mấy rồi hả. Wow, dữ dữ dữ. Ở phía bên trên này có thêm một cái hồ nữa nè các bạn, và trên này thì có, ôi ôi, rất rất là nhiều luôn nè ha. Trên này đây mình sẽ hạ cánh xuống một cái các bạn. Lần này á thì mình sẽ cho cái em Pokemon gà chiến của mình ra luôn các bạn. Đây, gà chiến của mình nó sẽ giúp cho mình giữ đồ trên này ha. Đồ của em nó thì cũng nhiều, nhưng mà em nó thì có quay cũng nhiều các bạn, cho nên có thể giữ được thêm một ít nữa. Rồi, mình sẽ đưa em nó vô trong luôn đi ha. Rồi cửa em này để nghiến nghiến xung quanh các bạn. Ở đây là mình thấy có hai cái tổ này ha. Phía bên dưới này thì nghiến thêm đó. Ở phía bên đây thì có thêm một cái nữa nè các bạn, là ba cái rồi ha. Ở đây thì có thêm một cái nữa là bốn cái nè. Nghĩ nghĩ xung quanh xem coi có thêm cái nào nữa không. Phía bên đây mình thấy có mấy con gì nữa nè. À, mấy con Hino các bạn. Phía bên trong này thì có thêm nữa nè. Hino đồ các kiểu ở trong này. Hino này thì, ôi 280 các bạn. Ôi nó chiến đấu với con gì hay sao á. Máu của nó yếu rồi. Và turbo của em nó đó các bạn thì tới tận 22.000 turbo luôn. Trời ơi, máu của nó ít ngang nhưng mà turbo của nó thì rất là cao luôn á. Cho nên chắc là nó mạnh dữ lắm nè. Và con phía bên đây có ngôi sao đó nè. Ôi, em Pokemon hình ngôi sao đó các bạn. Em đó thì có level có 110 ha. Nhìn xa xa thấy màu vàng vàng các bạn, mình tưởng là Pikachu hay gì ấy chứ. Và ở đây thì bây giờ phải lên dự án phương án các bạn, để xuống phía bên dưới ra chôm đồ mới được. Đây thì có con ly căng róc nữa nè, với con chó các bạn. Nó đi thì nó cắn người ta thôi. Và mình sẽ lượm ở phía bên đây trước đi ha, lên phương án để bắt đầu lượm đồ mới được. Rồi bắt đầu lút đầu thôi các bạn, tập trung vào chuyên môn lút hết nè. Đó, mấy em này sẽ bắt đầu dí dí theo mình các bạn. Mình phải dụ nó ra xa xa một chút ăn, để dòng lại lút luôn cái tổ ở phía bên kia mới được. Tất cả là có ba con nó phát hiện ra mình khi mà mình lấy đồ của nó nè. Rồi, dòng trở lại luôn các bạn, để nhanh tay lút thêm, chắc là lút thêm được một cái này nữa đó. Rồi, dòng dòng qua phía bên kia luôn. Tụi nó thì trên bờ thì đi chậm hơn mình ha, nhưng mà xuống nước thì nó đi nhanh lắm. Phía bên đây hình như là mấy con này chưa phát hiện ra mình đâu, cho nên là mình có thể dễ dàng lút được luôn cái phía bên đây. Nhưng mà nghĩ xung quanh thử. Đúng rồi, có hai cái nữa thôi các bạn, và lút luôn cái này cái ha, vẫn chưa nặng người đó các bạn, vẫn có thể lút thêm được một cái nữa đó. Nhưng mà chờ tụi nó vô trong này cái đã, mình sẽ dụ nó vô suốt ở trong này luôn các bạn. Đúng rồi đúng rồi. Xa xa một chút để mình vòng trở lại mình lấy. Và đây thì vẫn còn khỏe đó các bạn, mới có 1.000 mấy gỗ thôi á. Đó, có em kia giữ đồ giúp cho mình là nhẹ người liền. Và bây giờ thì quay trở lại các bạn, lút luôn là được rồi đó. Nhìn nhìn xung quanh xem có không có chỗ nào hết. Rồi thôi rồi, nhanh tay luôn. Ok, vẫn chưa nặng các bạn, vẫn còn đi rất là ngon lành luôn ha. Và ổ của nó thì đã được clear hết rồi. Ok, giờ sắp tới chỉ cần chờ đợi cho nó spawn ra thôi các bạn, là mình có thể loot thêm được ngon lành luôn ha. Ngon lành. Ở đây thì có em gì nữa nè. Ui, con gì nữa bạn. Con này level 280 luôn hả. Wow, 280 nhưng mà turbo của nó, ấy da, turbo của nó thì không cao lắm ha. Con nó có vẻ dễ bắt hơn các bạn. Còn con này thì turbo cao khủng khiếp luôn á, 22.000 turbo.
Rồi bây giờ thì làm sao cho nó quên mình đi mới được các bạn, chứ nó dí mình hoài luôn á. Mình sẽ làm một chuyến nha. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng tới em Pokemon của mình để mình đi thôi. Mình sẽ sử dụng tới em Pokemon nè. À, số 9 các bạn. Đây, em ma của mình để mình bay lên thật là cao luôn các bạn. Thường á là bay lên cao á thì nó sẽ mất target mình, nó sẽ quên mình đi thôi. Mình hãy quay trở lại. Chắc là mình sẽ bắt cái con nha. Hino các bạn, con Hypno gì đó các bạn. Đó, con đó đi ha. Mình thấy level cũng cao mà turbo của nó thì có tận 22.000 turbo. Mình nghĩ chắc là mạnh lắm á. Cho nên là phải thu phục em nó mới được. Ngoài ra thì có thêm mấy cái con giống Pikachu nữa các bạn. Nó cũng 280 cũng ngon quá ha. Và em này thì máu của nó chắc là chiến đấu với con gì thì sao nó yếu đi rồi nè. Chắc đánh với mấy con Raptor ở đây thì sao. Nãy mình thấy có mấy con Raptor vòng vòng ở đây ha. Và đây thì có mấy con muỗi nè. Mình sẽ xử hết mấy em muỗi đi các bạn. Để khu vực này cho an toàn nha. Mình xuống mình lấy súng mình bắn nó mới được. Rỉa nó các bạn, cho nó xỉu đi rồi thu phục nó cho dễ hơn. Hiện tại là ở lần trước mình bắt á, mình còn có 18 cái quả cầu Pokemon thôi, chưa có chế tạo thêm nữa. Hôm nay mình tính là đi lấy nguyên liệu, đi farm nguyên liệu á chứ. Nhưng mà thấy con này sẵn trên chuyến đi, thu phục luôn mới được. Đây, hạ cánh xuống một cái anh. Rồi, cho em nó vô trong người của mình luôn các bạn. Phải phải phải, để cho em nó ra phía bên ngoài cái. Ra lại Ok, mình cất đồ vô hết các bạn. Chất ở trong này cho nó gọn hết đi ha. Rồi, pick up em nó vô luôn. Ok, lấy súng nè các bạn. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm cách để mình nã nó thử á. Con này thì nã một phát rồi bỏ chạy liền. Xem ui nó chạy nhanh lắm các bạn ơi, nó dí dữ lắm. Chạy 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 chạy. Ok, và tăng lên được khoảng một lần 600 turbo ha. Và chạy, ai già đánh hụt rồi cưng ơi. Đâu dễ đánh trúng được, chạy liền các bạn. Chơi kiểu hit and run với nó, dẫn nó trốn phía bên dưới này luôn các bạn. Ui, cái gì vậy? Ây da. What? Ui, con đó nó còn chịu phóng điện gì đó bạn, nhìn ghê lắm luôn á. Ôi ôi, ra đây một cách rất nhanh luôn, chịu không nổi. Mình còn cái túi ngủ ở phía bên đây nè bạn. Cho nên hồi sinh ở phía bên đây đi ha. Ui, con đó theo như mình thông tin mình được biết là nó thuộc dạng cái hệ gì bạn, tâm linh hay hệ gì đó. Nó có khả năng thôi miên làm ngủ người khác, mà sao cái con này ở trong cái mod ADK đó các bạn thì nó lại có cái khả năng là giật điện các bạn, phóng điện cái kiểu hay ghê vậy. Mà nó phóng điện mình một phát ra đi luôn á. Và hồi nãy mình nhớ là đâu đó hướng phía bên đây đúng không? Ok, mình sẽ nhanh nhanh lại mình lượm đồ của mình cái đã. Và dục hết cái này ra các bạn. Trời ơi, và lên được một cấp nữa nè. Mình sẽ cộng tốc độ vậy ha. Ôi, nó vừa chạy nhanh đó bạn, mà nó vừa có khả năng phóng điện cực kỳ mạnh luôn. À con này nè, nó ở đây cũng có một con đó các bạn. Con này thì lại gần, nó không đánh mình ha. Và con này thì có 170 thôi, con kia tới tận 280 luôn á, mạnh hơn nhiều luôn á. Được được nha bác, được con đó chắc là ngon đó các bạn. Cho nên bây giờ thì quay trở lại để mình lượm cái đồ của mình và thu phục em nó luôn mới được. Con đó là phải chắc chiêu các bạn, cẩn thận ha, giữ khoảng cách với nó là chắc là được. Đây là các bạn, sau một hồi chạy vòng vòng lạc đường nãy giờ mình cũng đã tìm lại được cái túi đồ của mình và nhanh chóng lượm vô luôn. Mặc đồ của mình vô các bạn. Trời ơi, đau đớn chưa? Mất một phát một chết luôn. Bộ giáp còn không kịp hư nữa mà. Và em nó thì 1.900 vô rồi các bạn. Bây giờ phải tìm chỗ đâu đó an toàn cái đã. Ví dụ như trên cục đá hoặc được không ha? Mình thấy nó có khả năng phun điện đồ ghê quá các bạn. Cho nên bây giờ phải tìm chỗ đâu đó an toàn ha. Trước khi đánh nó thì nó thuộc dạng là hiền lắm. Cho nên là từ từ cái đã. Mình tìm chỗ đó đã đứng ngon ngon một cái. Chỗ này hơi khó ha, cho nên chắc là phải sử dụng tới phương án hit and run với nó quá. Chơi luôn các bạn. Bây giờ thì bắn luôn một cái, rồi bỏ chạy luôn. Mình sẽ chạy ra phía bên ngoài bờ biển đó bạn, dễ dàng hơn á cho mình. Chứ còn trong này thì nguy hiểm lắm. Bắn từng cái thôi, đó 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 đó, lại tiếp tục sử dụng cái chiêu đó nữa rồi. Chiêu rất là đáng sợ luôn ha. Nhìn nó cảm giác chạy ở phía đằng sau mà không thấy nó thì rất là gung luôn á. Ở đó, bắn thêm một cái nữa. Rồi, nhanh nhanh luôn. Chạy xuống phía bên dưới này, ra ngoài bờ biển chắc là sẽ an toàn hơn cho mình á, dễ chạy hơn. Chà, ở bên ngoài này thì có mấy con Raptor kìa. Và lắc léo vào chỗ này luôn. Ra ngoài bờ biển thì sẽ ít Raptor hơn á. Đây thì bắn một cái nữa, 4.000 mấy turbo rồi các bạn. Cũng được ha. Mặc dù turbo của nó nhiều lắm, nhưng mà nếu mà bắt được nó chắc là xịn. Và đó, trời ơi, nó chích mấy chúng mấy con kia kìa các bạn. Ồ, chích mình mà chúng mấy con kia luôn. Và ra tới ngoài bờ biển rồi, khó hơn các bạn, chạy đỡ bị vướng víu hơn á. Nhưng mà tốc độ của em nó thì rất là nhanh. Và ui, máu của nó hồi phục đầy rồi các bạn. Ây da, chắc là nó đánh mình đó ha, nó ăn thịt đó các bạn, nó đầy máu trở lại rồi. Quá dữ dội. Bắn cho một cái nữa. Và hình như nó sử dụng cái chiêu điện á là nó đi chậm lại à. Cho nên mình chạy một đoạn xa xa một cái, nhảy một cái quay trở lại để bắn.
bắn hụt một cái thì uổng lắm, cho nên là phải cẩn thận, chắc chiêu từng viên đạn của mình. Mình có 30 viên thôi các bạn, nhưng mà bắn nó được thì được 7.000 tu bơ thôi, gần được một nửa thôi, cho nên là được 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 được, mình nghĩ chắc là đủ á. Không đủ thì mình chuyển sang chế tạo mấy cái mũi tên mình bắn nó luôn. Và đây thì sát đích luôn rồi hả, đây thì bắn được một cái không. Mình sẽ quay trở lại là một vòng quay trở lại đi ha. Đó, chỗ đó thì dưới vách đá rồi, bây giờ bắn là chạy không kịp nè, cho nên là lắc léo vào phía bên đây, bắn một cái nó sẽ bị dướng ở chỗ đó một chút, mình sẽ có thời gian để gặt đạn ha. Thử đi ngang qua con Baronto thử một cái nha, xem thử coi. Ôi ôi, Baronto kìa, wow, và nó đi ngang qua một phát là chết con nó luôn á. Trời ơi, sức mạnh của nó đến cỡ nào mà ghê dữ hả. Thì một phát nữa này cưng. Bên đây thì có con Spino hả, chà, khu vực bên đây nguy hiểm quá, chắc là chuẩn bị dòng với lại. Ê, nó bị kẹt rồi các bạn. Ờ, hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi. Ờ, nó bị kẹt rồi, ok, ngon cho mình rồi các bạn. Đây rồi, ok, mấy con này lại xin đồ phải không. Liều 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 liều, lợi sinh đồ không có đồ các bạn, nó chơi mình luôn nè. Rồi con kia bị kẹt rồi, được 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 nha. Đây mình sẽ ném con này ra cái đã. Đây, chơi nó gà, đánh mấy con quỷ này đi gà. Đúng rồi, xử nó hết gà. Ồ, con kia bỏ chạy rồi các bạn. Ok, gà xong nhiệm vụ rồi, gà vô trở lại. Bây giờ thì nó không thèm tấn công mình nữa các bạn, nó chỉ bỏ chạy thôi. Cho nên làm dí heo mình rỉa nó, tu vơ của nó tăng cao lắm luôn rồi. Và dụ dụ nó ép lên, đừng để cho nó chạy xuống nước nha, lại gần nó một chút. Và mấy con này thì đó, dướng rồi. Ok, có con rùa nó chặn lại cho mình, nhưng mà nó lại tiếp tục chạy nữa rồi, dính thêm một phát nữa nè, vài viên nữa thôi các bạn, mình còn có 5 viên đạn thôi à. Đây rồi, chạy đi đâu đó, dính luôn nè, thêm một viên hai viên nữa thôi các bạn. Ồ, lắp 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 nha, lắp nha, lắp đi đâu nữa, góc này hết chạy. Ây da, trời ơi, phải chờ cho nó đụng như cục đá bắn là đẹp rồi. Và đây đi, thêm một viên nữa nè. Đó, bây giờ nó hoảng loạn rồi các bạn, nó bỏ chạy rồi. Và một viên đạn cuối cùng của mình nữa. Ok, qua, vừa đúng luôn các bạn, viên đạn cuối cùng thì em nó đã xỉu. Ôi ôi, hên quá ăn. Chứ không là mình đã phải sử dụng tới cái mũi tên rồi. Ở đây rồi các bạn, đã có được cái con này rồi. Mình sẽ thử vận may một cái, xem coi khi nó xỉu các bạn, được bao nhiêu phần trăm nha. Hồi nãy mình thử các bạn, chưa xỉu là 0%, còn bây giờ thì được 28%. Và chờ đợi cho debuff luôn, bắn miệt mài nãy giờ các bạn. Ở đây thì cũng trời mưa rồi nè, rồi một chuyến đi farm mới farm được có riêng măng thôi à, thấy có em này thì ngon quá, cho nên là thu phục em nó luôn. Và bing không thành công rồi ha, được có 25% thôi. Và tuber của nó, em nó tụt xuống cũng rất là nhanh các bạn, nãy 22.000 bây giờ còn có 21.000 tuber thôi à. Rồi chờ đợi nó hết debuff rồi, quăng thêm một cái nữa nè. Con này mà không có kiểu như bắn ngủ chắc là không biết tới khi nào mới có thể thu phục được nó luôn á. Vừa nguy hiểm đó bạn, vừa chạy nhanh đánh một phát, chích điện mình một phát chết luôn một phát. Mà thu phục của nó khi mà nó chưa xỉu á là 0% nữa chứ. Cho nên bắn xỉu nó vậy thì mới được á, chứ không là cũng hơi bị khó. Mà thấy rồi, ok, cuối cùng em nó cũng đã trở thành đệ tử của mình. Và nó thì đây là các bạn, để cho nó ra phía bên ngoài thử nha. Cái này thì tạm thời chót kia trong đây. Ra phía bên ngoài thử một cái coi. Anh quá, mình vừa đem theo đủ đạn luôn á, chứ chém cho nó thiếu rồi. Và lên được. Ủi sáu mấy chỉ số sức mạnh bạn có thể. Wow, nó di chuyển nhanh lắm các bạn. Chụp phải các bạn. Ok, nó kéo nguyên một giây đang các bạn. Một phát của nó là 700 mấy mà nó kéo nguyên một giây. Hồi nãy nó đi ngang qua một cái con khủng long cổ dài các bạn, nó là một phát chết luôn thằng nhỏ mà. Mình sẽ thử luôn cái chiêu đánh thường của nó các bạn, thử xem coi được bao nhiêu đam ha. Ồ, đánh thường được 500 mấy đam thôi các bạn, nhưng mà chiêu chuột phải của nó thì rất là mạnh luôn á. Đây, thử một cái nè. Ôi ôi, con rùa nó kéo một phát 700 mấy đam các bạn. Có thể lấy được thịt và như có thể đánh tăng tu bơ nữa thì phải. Con này 120 nè, đánh thử một cái. À, tăng một lần hình như có ba gần 300 tu bơ các bạn. Nhưng mà đam của nó thì rất là mạnh luôn ha. Cho nên là ôi, con kia đánh lại 700 mấy đam các bạn. Ôi ôi, con võ sĩ kìa, nó đánh mạnh ghê ha. Sử dụng chiêu chuột phải một cái nè. Đó. À, sử dụng như chuột phải là nó đưa cái đồng tiền đó ha, kiểu như để thôi miên á. Nhưng mà trong này thì hiệu ứng là điện các bạn, chứ không phải là cái hiệu ứng gì đó khác ha. Bởi vì làm hiệu ứng tím tím các bạn, giống như kiểu ru ngủ thì sẽ đẹp hơn. Còn đây thì nó ngụy con này 290 luôn mà sao máu nó yếu dữ à. Và cho nó một phát luôn, tiễn em nó ra đi luôn. Bên kia có con sư tử ha, con sư tử này à, level có 30 thôi, cho nó em nó một phát luôn bạn. Trời ơi, con này mạnh ghê luôn á, cứ đi gần mấy con này chuột phải một phát thôi là đi 300 luôn nữa nè các bạn. Trời ơi,
Ok, xử em nó luôn. Ôi ôi, mấy con này Spawn mới level 300 nhiều quá. Và nãy giờ đi chưa có farm được gì hết. Chắc là phải tập trung vào đi farm mới được. Con này xuống nước các bạn. Xuống nước thì nó đẩy mình ra ha. Cho nên là thôi, trở vô quả cầu đấy bạn. Ok, vậy là hôm nay thu phục được thêm một em siêu chiến binh cực kỳ mạnh nữa rồi. Và con này nếu mà mình cho nó sức mạnh vô thì xem coi có ảnh hưởng không nha. Nâng đam cho nó một cái xem coi có ảnh hưởng tới chỉ số điện của nó không nha. Đây, chuột phải một phát nè. Một ngàn tư một phát rồi các bạn. Và trong này thì một nồi luôn. Vô trong này để mình farm thêm đồ. Ok, một phát một là đi mất tiêu hết rồi. Phía bên đây thì một cái luôn. Vậy là bây giờ từ 700 mấy các bạn lên tới 1.400 luôn ha. Và em nó lên cấp nữa là có thể cộng thêm được nữa. Là nó phải tăng sức mạnh lên nữa các bạn. Càng lúc nó sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa ha. Ai qua phía bên đây mình tìm con gì đó bự bự được. Đúng rồi, mấy con trứng trứng như mấy con rùa nữa các bạn. Để thử xem coi. Chém một giây được không? À, tầm đánh của nó cũng không rộng lắm đâu các bạn. Phải là gần một chút ha. Bây giờ một phát một là đi em rùa rồi. Ôi, mấy em rùa bây giờ chịu không nổi. À, con cây này nè. 800 mấy máu hả? 800 mấy máu một hết là đi à. Con này quá là khủng khiếp ha. Đàn gì hồi nãy nó đánh mình sấp mặt luôn á. Phía bên đây thì có thêm mấy em rùa nữa nè. Hy vọng mấy em này thì máu nhiều nhiều một chút. 6k máu nè. Đó, kéo nguyên một giây luôn các bạn. Cứ 1.400 ha, gần 1.500 ha. Làm nguyên một giây luôn. Thêm sức mạnh cho em nó một cái. Thử một cái à. Đó, lên 1.500 một phát các bạn. Quá dữ dội, quá dữ dội. Và em này thì bắt up vô luôn một cái. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng em ma của mình các bạn. Em Pokemon ma của mình để mình đi lấy thêm một clip vào nữa là được rồi đó. Sẵn hôm nay thì mình sẽ ghé xuống phía bên dưới cái đảo Đầu Lâu thử xem coi có con gì đó mới xuất hiện ra nữa không. Cũng chỉ có mấy con dơi thôi bạn. Bây giờ thì buổi tối nhìn vô cái hồ lava này nè. Ôi, sáng là phía bên trên luôn ha. Ở dưới này thì cũng có crystal nhưng mà mình phải farm ở phía bên trên đi. Farm ở phía bên trên là cho nó an toàn hơn. Đang lúc buổi tối nè. Đó, trên này thì obsidian, crystal các kiểu nhiều dữ lắm luôn á. Và cho em Pokemon này của mình số 7 ra phía bên ngoài luôn. Đây à. Rồi, bây giờ thì sử dụng em này các bạn để đi đây xung quanh đây farm thêm một phát thì 100 crystal á. Có khi nhiều có khi ít ha. Vậy là chỉ cần farm vài cục ở đây thôi bạn, tầm một chục cục thôi là mình có tầm 800 tới 900 cái rồi. Pha 1.000 crystal luôn rồi mình đi về luôn các bạn. Sẵn đây chắc là thu hoạch luôn một ít cái obsidian luôn đi ha. Rồi mình cũng đã về tới căn cứ rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ khoan, cho mấy cái em Pokemon này của mình ra phía bên ngoài hết luôn đi các bạn. Để mình lấy nguyên liệu của nó ra phía bên ngoài nha. Đây rồi, em phía bên đây. Và em ở phía bên đây luôn các bạn. Đó, chủ yếu là con này nè ha. Lấy cái phần crystal ra. Rồi, bỏ vô trong này luôn. Diamond thì ở phía bên em này nè các bạn, đúng không? Đúng rồi các bạn, 1.000 mấy cái. Con này thì có không? Con này thì cũng có crystal này, có gỗ nè. Và có cái phần tường nha, lấy ra luôn để lát nữa mình còn xây dựng nữa chứ. Rồi, bây giờ thì bỏ vô trong này luôn các bạn, crystal, diamond luôn. Mình sẽ chế tạo cho mình khoảng tầm được có 14 cái hả? Chế tạo hết luôn các bạn. Do là nó thiếu á, thiếu metal đúng không? Metal thì ở hướng phía bên đây. Bên này có nè, đó, lấy ra luôn. Và bỏ metal ở trong này luôn để mình chế tạo thêm nhiều nhiều một chút. Ok, trong lúc chờ đợi cho nó chế tạo thì bắt đầu mình ốp từ từ lên phía bên trên này luôn. Ốp cái tầng ở phía bên trên này nè. Đó, mình sẽ ốp ở phía bên trên này nhìn cho nó có ổ kính các bạn, nhìn cho nó thoáng hơn ha. Rồi sau đó thì ở trên mình sẽ ốp thêm bằng đá nữa, rồi ốp cao lên phía bên trên luôn các bạn. Công đoạn xây dựng chắc là mình sẽ cho nó qua nhanh nhanh một chút đi ha, tại nó cũng mất hơi nhiều thời gian á. Và chế tạo thêm 15 cái nữa đi bạn, nhiều nhiều luôn để mình chế tạo thêm. Và có thêm nữa nè, mình đang dự định là mình sẽ ốp thêm một cái phần ở phía bên trên này đó bạn, đó bằng đá nữa ha. Rồi sau đó thì lên phần nóc nhìn cho nó thoáng hơn một chút nữa, và phải kéo bao bọc xung quanh đây luôn. Đó, chỗ này thì bắt đầu phải chuyển sang bằng kính nè, ở phía bên đây luôn. Đó, mình ốp thêm cái tấm đá lên phía bên trên để tạo cho nó cái phần nóc ở phía bên trên nè, theo giống như cái sàn ở phía bên dưới luôn các bạn. Ở chính giữa này là những cái tam giác gáp lại với nhau nè, cho nên là cũng sẽ ráp lại luôn. Đó, ra chính giữa này. Và mấy cái vuông vuông á thì mình sẽ chuyển sang hướng phía bên đây luôn các bạn. Ốp ra mấy cái kiểu như chìa 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 ra đó, giống y hệt cái sàn ở phía bên dưới cũng hình thôi. Ở phía bên dưới ra làm sao thì ở phía bên trên này cũng y như vậy luôn. Đó, rồi thêm mấy cái tam giác vô nữa mới được. Đây, bấm vô luôn. Còn thiếu thêm hai cái nữa các bạn là xong được một bên. Đó, ở phía bên đối diện đó các bạn, mình cũng sẽ làm tương tự như vậy luôn ha. Nhưng mà hết cái tấm xéo xéo rồi, cho nên là phải chế tạo thêm để mình xây dựng tiếp các bạn. Bấm hai cái luôn đi ha, đường nào mình cũng cần nhiều lắm.
Rồi sau khi mà xây dựng xong hai bên giống nhau đó bạn, phần chính giữa này thì mình sẽ chừa lại các bạn để mình làm cho mình một cái cầu thang bằng đá luôn. Cầu thang bằng đá để đi lên đi xuống. Mình sẽ chế tạo khoảng tầm 4 3 cái hay 2 cái thôi các bạn. 2 cái là có thể mình nghĩ chắc là đủ độ cao để có thể đi lên phía bên trên rồi đó. Bấm 2 cái nhưng mà ra được có một cái thôi à. Ở đây rồi. Mình sẽ để cái cầu thang ngay ở phía bên dưới chỗ này sao cho nó đẹp đẹp một chút mới được. Đó, vậy được đó. Rồi, lên phía bên trên luôn. Ok, lên chỗ này là phải nhảy qua phía bên đây ha. Vậy là mình phải xây dựng ở đây thêm một tầng nữa các bạn. Nhưng mà chỗ này mình sẽ ốp lại có cái đường để đi ra đi vô một cái đi ha. Chỗ này thì chắc là phải xây dựng với cái tấm xéo xéo này nè. Đó, cái tấm xéo xéo này qua phía bên bên đây luôn. Chỗ này phải bít ốp lại chứ không là nó sẽ không đi lên đi xuống được á. Đó, chỗ này có thể đi lên đi xuống và ra phía bên ngoài này luôn. Vậy là chỗ này bây giờ mình sẽ cần có những cái tấm vuông vuông các bạn để ốp vô này ha. Chỗ này cũng ôm vuông vuông vô luôn. Còn phía bên đây thì nó xíu xéo nè. Ok. Ốp vậy. Vậy là lên tầng trên đó là hợp lý các bạn. Phía bên đây mình sẽ làm một cái lan can ha. Có chỗ này đứng ngắm cảnh, bên kia cũng vậy luôn. Chính giữa thì cao lên phía bên trên đó là hợp lý nè. Chỗ này thì bên kia thì cũng tấm vuông luôn. Đứng dối tay qua mình có thể xây dựng được. Chỗ này thì tấm xéo. Phía đằng trước này thì cho ra tới ngoài luôn các bạn. Làm cái lan can ở ngoài này đứng cũng đẹp rồi ha. Vậy là đã xong đúng không? À, rất là nhanh luôn các bạn. Trên này thì bây giờ mình sẽ xây dựng cho nó có một cái lan can đây các bạn, cửa đi ra đi vô ha, đứng ở ngoài này ngắm cảnh nè. Còn chỗ này thì phải xây dựng theo kiểu vòng tròn thôi. Chỗ này có cửa đi ra đi vô đó. Chỗ này thì xây dựng theo kiểu giống giống vòng tròn các bạn chứ cũng không tròn lắm đâu. Đó, phía đây luôn, vừa cái đường để đi ra đi vô, vậy là có cửa ở đây ha và hai cánh cửa hai bên để đi ra đi vô. Rồi được các bạn, ở phía bên trên thì mình sẽ tiếp tục sử dụng tới phần kính. Hồi nãy mình chế tạo lộn mấy cái kính bình thường các bạn, không phải ít cộng ha, nhưng mà sử dụng luôn cũng được. Qua một hồi xây dựng đó các bạn thì ra phía bên ngoài nhìn thấy vô phía bên trong cũng tạm ổn rồi đó, nhưng mà nhìn ở phía đằng trước thì các bạn nó hơi bị đơn đơn điệu một chút ha, cho nên là mình dự định là mình sẽ ốp thêm cái lan can các bạn đó xuống phía bên dưới luôn, không xuống phía bên dưới một chút và chỉnh cái này thì cái đó thì nó cao quá các bạn, dối tay không tới ha, cho nên là mình sẽ chế tạo cho mình cái cầu thang này nè một cái thôi để mình có cái để mình leo lên phía bên trên mình chỉnh lại cho nó dễ. Đây, xây cho nó ngang ngang một cái đó, lên phía bên trên này mình chỉnh sang cái phần vách tường các bạn. Vách tường này là vách tường kiểu như 1/2 á, và lấy lại cái cầu thang nhanh nhanh luôn chứ để không mà nó không cho mình đập nữa. Và nhìn thấy đó ổn hơn rồi đó các bạn. Và ở phía bên trên thì chắc là mình cũng sẽ làm tương tự như vậy luôn đi ha, để mình có thêm được cái phần nhìn cho nó cứng cáp hơn. Trên này thì chắc là mình sẽ không cần sử dụng cửa đâu, ở đây thì ở trên này nè ốp vô luôn canh cho nó ngang ngang một chút. Ok rồi, đặt cái này ra luôn các bạn, rồi để có thể leo lên phía bên trên nè. Lùng quá dối tay không tới các bạn, cho nên là phải đặt ra cái cầu thang gì để leo lên phía bên trên. Rồi bắt ấp lại luôn, rồi dướng 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 dướng. Ở đây thì mình sẽ phi thân xuống phía bên dưới luôn các bạn, để vào phía bên ngoài ngắm nhìn xem coi được chưa. Đó, ngon lành rồi các bạn, căn cứ của mình đang nhìn giống như một cái viện nghiên cứu rồi đó, nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là đơn điệu như cái phần vách tường ở phía bên đây nè. Cái foundation chắc là sắp tới phải nâng cấp lên bằng đá luôn các bạn. Còn cái phần vách tường này thì chắc là mình phải làm thêm mấy cây cột các bạn, cây cột stone trong này nè, cột bằng đá luôn, ốp xung quanh để cho nó có thêm nhiều chi tiết hơn. Cái cột này quốc thẳng nam 20 cây các bạn đó, cứ làm thành lần 20 cây đấy nha, thiếu thì mình chế tạo thêm đó. Mấy cây cột bằng đá này thì mình sẽ để ở số 1 dễ bấm, ở số 2 chứ mình sẽ làm sao cho nó có nhiều cây cột hơn, như là lắp đó, lắp đầy cái ha, rồi cao lên phía bên trên luôn các bạn để có thêm nhiều chi tiết hơn. Chỗ này hình như hơi sai sai nè, ấp lại luôn. Chỗ đó là phải giữ này trước rồi sau đó thì lên phía bên trên đó, có hai cây cột các bạn. Phía bên đây thì thêm một cây cột ở chỗ này được không? Được luôn nữa nè, cao lên phía bên trên chỗ này thì được luôn nữa nè, lắp lên phía bên trên luôn canh chân ngay các bạn. Rồi đi ra phía bên ngoài nhìn xem coi, đó có thêm nhiều chi tiết hơn nữa các bạn, nhìn đẹp hơn liền ha. Chỗ này thì mình coi coi chỗ này thì có cần cột không ha, chỗ này cột nhìn nó vướng vướng lắm, cho nên là cột thì chắc là cột ngay chỗ này nè được nè. Rồi sau khi mà mình ốp cái cột vô đó các bạn, cũng như là mình ốp thêm mấy cái cột ở trên cái phần nóc ở phía bên trên á, bây giờ nhìn cái căn cứ của mình như một cái viện nghiên cứu bằng đá luôn đó, kết hợp với đá với lại kính ha, nhìn cho nó kiểu như nó hiện đại một chút các bạn. Và mấy em Pokemon của mình thì sắp tới chắc là mình sẽ sử dụng em đó để ở đây các bạn đó, để sắp xếp ở phía bên ngoài này trang trí cho cái căn cứ của mình trở nên lung linh hơn và đẹp hơn nữa ha. Vậy là trong này có cầu thang để đi lên phía bên trên, trong này căn phòng mình sẽ đặt những cái cổ máy móc các bạn, nghiên cứu của Pokemon mình sẽ đặt ở trong này các bạn, trong căn phòng ở phía bên đây ha. Còn phía bên đây thì thiên hướng về trang trí cho đẹp các bạn,
có cây có cỏ trong này các kiểu anh, nhìn rất là tự nhiên luôn á. Và em Pokemon này là em hồi nãy mình mới bắt về được nè các bạn. Con này thì cực kỳ mạnh luôn á ha, tay nó cầm cái đồng tiền nè, mình cứ tưởng là nó sẽ có cái chiêu gì đó ru ngủ đối thủ chứ các bạn, vậy mà nó có thể có cái chiêu gì nè, điện các bạn, nó cũng đưa cái đồng tiền của nó ra ha, để lúc lắc nè, để ru người khác ngủ các bạn, nhưng mà lại ra một cái hiệu ứng là điện cực kỳ mạnh luôn á. Đây, mất một phát một là mấy em Pokemon này ra đi à. Trời, sức mà có con cổ dài ở đây chắc là mình làm một phát một các bạn. Với chiêu chuột phải này một phát thôi là cũng đi luôn á. Chịu sao nổi. Đánh thường thử một cái coi như đam nha. Đánh thường 1.200 đam thôi các bạn. Mà chiêu chuột phải của nó thì rất rất là mạnh luôn á. Đó, như vậy trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã có một chuyến đi farm nguyên liệu đó bạn. May mắn bắt được thêm cái em này ha, cực kỳ mạnh luôn á. Và trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã xây dựng xong cái căn cứ cho cái series lần này rồi các bạn. Có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình cũng như series Pokemon thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình biết các bạn thích. Mình làm tiếp các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.